Dạ vâng, và bí thư đoàn thể các cụ của ông các bà năm nay là 90 tuổi và rất vui, rất hạnh phúc cho đại gia đình, cho dòng họ. Ngày hôm nay toàn thể các bác, các cô, các chú, anh chị, quý vị và các bạn có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, lời chào, lời kính chúc sức khỏe và đặc biệt lời chúc mừng năm mới. Chúc toàn thể quý vị có một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Và kính chúc cho buổi lễ mừng thượng thượng thọ của cụ Cao Thị Thuận ngày hôm nay được diễn ra thành công, rực rỡ. Và kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong khi chờ đợi chương trình chính thức được bắt đầu thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc hay nhất viết về quê hương đất nước để chúc cho cụ sẽ mãi luôn thật nhiều sức khỏe, sẽ để mãi luôn là một điểm tựa vững chắc cho tất cả các con, các cháu, các chắt trong gia đình. Và để ca khúc đầu tiên xin phép được gửi tới toàn thể quý vị một nhạc phẩm. Cảm ơn quý vị.
điện trướng kỳ môn danh thơm ngoài cõi tiếng đồ trời cảnh Phật phóng quang bốn mùa trên bát ngát chặt hoa đua nở dưới cảnh bay cầm tú đua chơi lại cô năm mới mà cô xinh đẹp quá. Chúa ạ. Xanh quá nhiều hoa,
Mùa xuân năm nay, cụ rất vinh dự được đón tuổi 90 thường thường thọ. Và ngày hôm nay, đông đủ con cháu, cụ là người sinh ra được 6 người con. Và cháu nội, cháu ngoại của cụ bao gồm có 16 cháu nội ngoại và chắt của cụ thì vô kể. Và ngày hôm nay, giữa một rừng hoa, một bông hoa thơm nhất, ngọn ngành của cuộc sống, đó chính là cụ Cao Thị Thuận. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng chào đón cụ lên sân khấu bằng một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị có được không ạ? Vâng, con xin mời cô sẽ cùng trở lên trung tâm sân khấu ngày hôm nay. Lúc này thì ban tổ chức đã quan sát thấy trên sân khấu đó chính là sự hiện diện của nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay, đó chính là cụ Cao Thị Thuận. Ngày hôm nay cụ rất vinh dự, rất may mắn, rất hạnh phúc khi cụ được đón tuổi 90 cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể các con, các cháu, chắt, nội, ngoại, bốn bề. Và kính thưa toàn thể quý vị kính mến, ơn cha mẹ thì bằng trời bằng bể. Sinh con ra, cha mẹ nào cũng mong muốn con mình được khôn lớn trưởng thành. Các cụ của chúng ta vẫn thường có câu là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôn mẹ nuôi con khôn lớn, và ngày hôm nay chúng con đã khôn lớn trưởng thành, chúng con cũng đã có những người con, người cháu. Và ngày hôm nay những người con của người cháu của chúng con trở về đây
để quây quần bên mẹ, để cùng chúc cho mẹ thượng thượng thọ tuổi 90. Chúc cho mẹ, chúc cho bà, chúc cho cụ sẽ mãi luôn được sức khỏe, được hạnh phúc, để mãi luôn là điểm dựa vững chắc, chỗ dựa tinh thần vững chắc của tất cả các con, các cháu, các chất trong gia đình. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời và giới thiệu một cụ trong hội người cao tuổi thôn Anh Dũng, xã Bạch Liêu sẽ lên có đôi lời phát biểu và những phần quà dành tặng cho cụ Cao Thị Thuận. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, cùng toàn thể các anh các chị, thưa toàn thể các anh chị, các cháu, toàn thể gia đình cụ Cao Thị Thuận, cũng nhờ phúc ấm tổ đường, nhờ sự chăm sóc của các con cháu của cụ, nay cụ đã được tuổi 90, gia đình con cháu chắc tổ chức cái lễ mừng thọ cho các cụ. Thay mặt cho hội người cao tuổi xã Bình Lưu cũng như là chi hội người cao tuổi thôn Anh Dũng đến đây dự cái lễ mừng thọ cho cụ Cao Thị Thuận thượng thọ tuổi 90, và chúng tôi đại diện cho hội người cao tuổi cũng xin trước hết là xin được chúc cụ thêm một tuổi mới và sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe và để là chỗ dựa cho con cháu chắc. Thế cũng nhân cái dịp đầu xuân và cũng như xin phát biểu một số như thế này. Thế thì đáng nhẽ là cái mừng thọ cho các cụ là thường trong mỗi năm á, là ủy ban nhân dân xã đứng ra tổ chức là trao cái giấy mừng thọ cho các cụ tại địa phương, nhưng năm nay tình hình vì Covid cho nên là địa phương không tổ chức được, là giao lại cho chi hội, giao lại cho tại gia đình cho các cụ. Cái thứ hai nữa là nói về tuổi 90 trở lên là hiếm có, hiếm đã rất hiếm có. Thế thì xin ở trong cái chi hội của thôn Anh Dũng á, tuổi 90 trở lên là có 4 cụ. Thế và từ 81 cho đến 80 cho đến 89 là có 6 cụ. Thế cho nên là cái số mực tuổi 90 rất ít, cũng vinh dự cho gia đình, cũng là rất phấn khởi cho cụ được năm nay được cái tuổi 90. Thì thay mặt cho chi hội, thay mặt cho hội người cao tuổi xã Bình Lương, chúng tôi đến trao cái giấy mừng thọ cho cụ. Xin mời cụ nhận. Vâng ạ, trước khi nhận thì xin được trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình sẽ có những ý kiến phát biểu, những lời cảm ơn tới hội người cao tuổi thôn Anh Dũng, xã Bạch Liêu. Xin được trân trọng kính mời bác Phong sẽ là người con của cụ sẽ có những lời cảm ơn để gửi tới chị người cao tuổi. Trân trọng kính mời. Vâng, cũng xin được có đôi lời với các cụ, cũng rất cảm ơn trời đất đã để cho mẹ con được cái tuổi này để cho chúng con làm vui cho mẹ là cái tuổi 90 thượng thọ. Thế cũng nhất là cũng được cái quan tâm của hội người cao tuổi của các cụ đã đến đây, vừa là chúc thọ cho mẹ con, vừa là gọi là có những cái bằng chứng nhận là cái tuổi của cụ đạt được như thế. Thế cũng không biết nói gì hơn, con thì là cũng là đại diện cho vừa là con dại vừa là con út ở với cụ. Thì đến giấc này là cũng được xin cảm ơn mọi người cao tuổi và cùng tất cả anh em nội ngoại gia đình là đã đến để chúc thọ cho cụ, để xin chân thành cảm ơn. Vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cụ sẽ đại diện cho hội người cao tuổi sẽ trao hội người cao tuổi Việt Nam sẽ trao cho giấy chứng nhận mừng thọ, giấy chúc mừng thọ thượng thọ 90 tuổi cụ Cao Thị Thuận. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng có được không ạ? Xin kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể gia đình như này, mừng thọ thì là có cái hội cao tuổi Việt Nam là có cái giấy mừng thọ cho các cụ là chung từ cái tuổi 70 cho đến trên 100. Thế nhưng đặc biệt là đối với các cái cụ mà
tuổi 90. Tuổi 90 thì được chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc là có thiếp mừng thọ. Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc là có thiếp mừng thọ là đối với cái các cụ mà tuổi 90. Tuổi trắng. Thế và các cái cụ mà 100 thì là mới được là 5 mét vải lụa đỏ của chủ tịch nước. Thế cho nên là hôm nay cụ của nhà đây là được cái tuổi 90, cho nên là có cái thiếp mừng thọ của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thế xin báo cáo như thế này. Con xin được trân trọng kính mời cụ sẽ thay mặt cho hội người cao tuổi cũng như thay mặt cho tất cả các cơ quan ban ngành đoàn thể sẽ gửi tặng tới thiếp mừng thọ cũng như là giấy mừng thọ để chúc cho cụ sẽ mãi luôn thượng 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 thọ. Xin được trân trọng chúc mừng cụ và một tràng vỗ tay của thật lớn của quý vị có được không ạ? Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông rất nhiều. Quý vị kính mến, tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời những món quà của tất cả các quý vị đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời dòng tộc họ Nguyễn sẽ có những bức tranh, những món quà hết sức đặc biệt để gửi tới cụ Cao Thị Thuận. Ngày hôm nay, cụ thượng thượng thọ tuổi 90, xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho dòng tộc họ Nguyễn, xin được trân trọng kính mời bác sẽ lên có những lời chúc thọ cụ và ngay sau đó là những món quà dành cho cụ. Một tràng vỗ tay dành cho bác được không ạ? Kính thưa các cụ, mọi người cao tuổi hôm nay có mặt ở đây để trao những món quà cho cụ tôi thượng thượng thọ 90. Kính thưa tất cả các cụ, ông cụ bà, anh chị em cô bác hai bên bốn họ của toàn bộ nhà chúng tôi. Hôm nay có mặt ở đây để mừng cho cụ tôi được thượng thượng thọ 90. Trước hết, tôi cũng biết nói gì hơn và cũng xin như vậy kính chúc tất cả các cụ, các ông, các bà cùng ban tổ chức có một sức khỏe và lời chúc năm mới mạnh khỏe nhất. Còn đối với chúng tôi xin đại diện cho dòng tộc họ Nguyễn có một cái bức tranh để kỷ niệm lại cụ tôi được thượng thượng thọ 90 tuổi. Thế thì cũng không biết nói gì hơn và cũng xin chúc cụ là người cây cao bóng cả cố gắng lên để sức khỏe đạt tới tỷ lệ cao nhất mà con cháu được mong muốn. Thế không biết nói gì hơn, kính cụ thượng thượng thọ và cũng xin được trao cái bức tranh dòng tộc họ Nguyễn tới tay cụ. Xin cảm ơn tất cả. Xin được trân trọng cảm ơn ông rất nhiều và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông sẽ cùng trao bức tranh rất đẹp, rất ý nghĩa để cùng chúc thọ thượng thượng thọ cụ Cao Thị Thuận. Xin được trân trọng kính mời ông bà nữa đại diện cho dòng tộc họ Nguyễn, chúng ta sẽ cùng trở lên sân khấu để cùng chụp lặp lại với cụ một bức hình lưu niệm có được không ạ? Xin mời ạ. Đã được ạ. Và giới thiệu lên sân khấu một vị đại diện của gia tộc họ Cao, dòng tộc họ Cao sẽ cùng trở lên sân khấu để có những lời chúc thọ cụ và một bức tranh hết sức tuyệt vời để gửi tặng tới cụ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý khách có mặt trong buổi hội thọ cụ Cao Thị Thuận buổi sáng hôm nay, thật là phấn khởi và vui mừng. Chúng ta xin được thưa với hội thọ cụ Cao Thị Thuận là họ Cao cùng với lại là dòng tộc họ Cao là chúng tôi cũng là xin được một vài phút là được chia sẻ là ông cụ xin hạ ra là được bố tôi là cả sau núi Bà Lâm ở Sơn Đông và cụ Cao Thị Thuận đây là út là đang ở tại là anh Vũ Thục Liêu. Thì cũng được chia sẻ là cụ thì là họ Cao nhưng mà về làm dâu của dòng họ Nguyễn tính ra là cũng khoảng 70 năm có lẽ rồi, cũng là nhờ phúc ấn của tổ đường và nhờ anh em nội ngoại của hai bên họ Cao và họ Nguyễn cũng là được sự chăm sóc rất là nhiệt tình của các con dâu dài gái rể của các cháu cùng tôi, cũng như là bây giờ là tôi gọi là cô tôi được sức khỏe 90 như thế này
được hội cao tuổi của Vĩnh Phúc cũng như là của Bạch Liêu, của anh Dũng công nhận cùng tôi được thượng họ tuổi 90, được thay lời cho ra tập quảng cao. Cũng không biết nói nhiều hơn, trước hết là kính chúc cô, kính chúc bà, kính chúc cô luôn luôn giữ gìn sức khỏe như một cái cây cao bóng cả cho các con, các cháu nội tập hai bên và chia sẻ những cái niềm động viên của cô. Sau nữa là cũng nhân dịp năm mới, tôi cũng không biết nói gì hơn, chúc toàn thể các cụ, các bà có mặt trong buổi thượng thọ cụ Cao Thị Thuận hôm nay có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và có thật nhiều hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. À, xin trân trọng cảm ơn bác rất nhiều. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bác sẽ dành tặng tới cụ một bức tranh thật tuyệt vời. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể các ông, các bà, các bác, các cô, các chú trong gia tộc họ Cao sẽ cùng trở lên sân khấu để cùng chụp với cụ một bức hình kỷ niệm trong ngày vui của cụ, trong ngày cụ thượng thọ tuổi 90. Xin trân trọng kính mời. Đại diện cho tất cả các con, các cháu sẽ cùng trở lên sân khấu để có một bức tranh nữa để kỷ niệm ngày cụ thượng thọ tuổi 90. Trân trọng kính mời toàn thể các con, các cháu. Trân trọng kính mời toàn thể đi ạ. Trân trọng kính mời ạ. Thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, để mãi luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đại gia đình. Ông các bà thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, để mãi luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đại gia đình.